Yeah, good morning. Yeah, fine, yeah. Deal yon na nga. Dạ, mặt bác là xanh xanh nữa. Dạ, xanh rồi. Xuống rồi, sao gọi là xanh giúp đi về. Ừ, thấy rồi. Nên là thấy xanh xanh rồi. Vâng, xanh rồi. Dạ. Hôm nay không biết là bữa nay học cái tiễn diện không? Không, không có hỏi đâu. Dạ, hỏi. Em biết học tiễn thì mình biết thôi. Thank you. Nói là sao? Dạ thì để con đâu có người ta tới để con nói chuyện. Thôi mình không bà con không thân thiện như ta tự nhiên mình hỏi nó ta lại không? Dạ. Mình không bà con thân thiện không biết gì đó. Không sao chứ. Không sao. Cũng là nghiệp. Em qua đây cũng được không? Thì ở đó cũng vậy thôi, cái tập cũng ráng giống như ngồi tập cũng ráng giống như nóng nó nóng. Nóng? Tại vì cái này đang có hai đâu mấy hơi nè. Mà thôi cái tập. Tập giống như... Hi. Hey, yes ma'am, can I ask you? Is you be moved to a hospice? Is he going to be moved? Yeah. No, or stay here until... Because right now it's nothing. You know, only wait. Yeah, let me take a look at hospice's last note. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Cái này sao? Thì bà nói là để bà nhìn lại coi cái chương trình cho nó đi đâu á. Ừ. Mà giờ nó còn gì đó. Nó xanh mét này. Nó xanh rồi, coi cái sáng là xanh. Xanh lắm. Mắt cứ như là nó xuống từ tụi không có ăn cho uống. Rồi. Không cho ăn gì đâu, hỏi gì không có thuốc ngon gì đi. Cả. Dạ, con ngồi cả ngày rồi. Này, rồi cái gì biểu tôi cho uống, tôi đâu có được. Tại bác sĩ, sao mình cho bậy được cái gì chứ. Nên tôi không dám rớt gì trên. Không đụng cái gì được. Giờ tại vì nó không cho về, tại vì có biết gì đâu mà về. Đó, bây giờ chỉ có để đây chờ thôi. Mình thấy bắt đầu thở yếu rồi thôi. Nè, yếu dài này đó. Yếu dài này đó. Sáng mai mới thấy mát rồi. Yeah. Cái là tối hồng hào lắm. Rồi vậy về hả? Không, rồi vậy con chờ rồi. Yeah. Di tá nó nói gì xong rồi về. Thấy cũng là nhiều biến mất là sao? Dạ. Vợ nó có vô hôm qua? Không. Thì sáng nay không vô được. Không thấy ai chứ, không có ai. Dạ. Đó trời á. Ra thôi bây giờ là mình người nhà luôn. Thì vâng, mình ra đánh người nhà này đó. Bây giờ giữa tình người với nhau thấy thì không bảo không đành. Thôi được rồi, mẹ. Cũng là cái duyên như lắm. We're trying to get a hold of the hospice care coordinator. So if can you wait to see if they can come here and talk to you at bedside? Yeah. Okay, all right, we'll let you know. Okay, yeah. Yes sir, thank you. Thank you. Bà chờ cái gọi cái chú chờ chết á, đến nó có nhận làm sao. Để anh chạy đi. Trời chết á. Mang cái nó đến chỗ trời chết. À. Dạ. Rồi phải gọi. Dạ, nó phải gọi đi coi có gì vậy. Tại vì là mình là, vậy nó tưởng là mình là người nhà đúng không hả? Dạ. Trời nữa. Dạ, chưa có gì đâu. Sang thấy nhiều cái cảnh sao nó khiếp không à? Dạ. Ở đây thì nó được yên tĩnh, đây là mình không có thấy cái cảnh chết chóc bị phòng nào ra phòng đó, ở Mỹ dạ. Phòng nào phòng đó. Nhưng mà nghĩ tới Việt Nam mà cái lúc mà đẩy dạ. Vô mà thôi chờ. Mày biết không, còn đủ được phòng lớn nhưng mà đủ được phòng còn nữa này. Mà ở dưới nằm, ở trên nằm. Dạ. Yeah. Nó sát rồi, không có phòng. Nghĩ đây có một người một phòng vậy thôi, người một phòng. Sát người mà đã đi mà mình còn cảm thấy nó như cái trời suy nghĩ nó ổn trả ơi. Giống như cái thiên đường vậy mà có gì đâu khó ngủ. Nhưng mà vô cái là phải bật đèn sáng lên á. Thì nó vô thằng 2 tiếng, 1 tiếng, tại vì nó vô 2 tiếng nó vô lại. Nó kiểm mẫu. Vô hoài à, đúng rồi. Vô hoài. Vô hoài. Bác sĩ y tá được, cái đó vô liên tục à. Chứ Việt Nam không có y tá được. Việt Nam đâu có y tá được. Yeah. Đâu có đủ nhân viên. Mà tại cái nó bị nóng, nó không có thoát hơi. Chứ đúng ra thì phía nó lạnh. Yeah. Nhưng mà không đeo cái miếng này là mệt lắm rồi đó. Dạ, đeo miếng này. Dạ, yeah, thầy ngồi được cả. Dạ, đeo miếng này nó đã nóng chút. Miếng này nó lót lên nè. Nó lại nóng.
Cái này còn quen quá rồi, hồi xưa hết bố con tới bà cô con rồi mẹ con quen quá rồi. Con chứ hàng ngày sáng đi làm tối đi vô chứ vậy thôi. Còn cái nghề này quen quá. Cái nghề đó phước gạo tôi nói phước gà. Nó nói thầy, rồi thì cũng cái lần lái tim tôi còn coi tôi lại ông chuẩn bị ông ấy hả? Cười quá, nó cười. Nói tại con định nói cho thầy đó trước rồi tôi thì tại cũng tới đường này thôi. Ai cũng tới đường này thôi, cũng quan trọng á. Mình như thế nào đây mà mình có được nằm yên gì không, nhìn lại được có được nằm yên gì không, là hai nữa hay là lúc đó người thì vợ con ôm khóc lần lần, người thì nó bỏ như thế đó, và mỗi người nó có cái phước riêng đấy không, thấy khổ. Thế mà xin đi nhà đó có hai có bà mẹ người Việt Nam còn bắn hai đứa con chết đó. Vâng, bắn đó. Theo cái ông hàng xóm đó. Bà bắn hàng xóm mà hay cái là hai nòng đạn mà không nổ. Vâng, và hai đứa con mà bị thương thôi chứ không chết. Không, nhưng bây giờ đó là cả cứu được. Thế à? Tính tất là đây. Bắn ngày đầu để mà không có được không? Tương quá nặng. Nhưng mà được cái ông hàng xóm thật là có phước. Bà lên nằm một quốc hai cái băng tan mà nó khiến nó không ra đạn phải không? Ở đây cái đạn nó cũng tìm người. Đạn dạ. Nó cũng tìm người, nó chui vào nữa. Đạn nó tìm người thầy. Gia trận cũng vậy, đạn nó tìm người thầy. Ừ. Thầy đi đánh nhau cũng vậy. À bà ổng thiếu quý thì nó cao hơn. Dạ. Ok, so I called Hostess and she said she'll be up here within the hour. Okay. I don't know, because in this case, you know, even though hospice now is simply not okay. So I don't know, maybe to keep stay here or not. So they would know more about that than I would. Okay? Yeah. So, but she said that she's off campus right now, but she'll be up here within the hour. I do the work. Oh, okay. And so I just got my mom, you know, be here all last night to take care of him. But he kind of say nothing. He tried to pray for him. Ông nói họ tại sáng thì họ nói chuyện tôi vào tôi cứ nói tiếng Anh tôi tức quá. Okay, so maybe his wife coming. Okay. His wife coming, you know, okay. Maybe she make more decision. I just want to know, you know, what happened to him. He said to move to Austin or somewhere. Okay, what's your relation now? That's my brother. Brother? Okay, brother. Yeah. Okay. Có người hỏi gì nè, nó thấy ông Tân Nghĩa muốn cho miếng nước được không? No. Hỏi ta nó vừa thấy. He cannot take drink nothing, but no way. No, we have fluids, brother. Yeah. Okay. Thank you very much. You're okay. Welcome. Okay. Right. Thank you. If you have anything else. Yeah. Okay. Vâng. Con đi thầy. Một tiếng hồ nữa thì tụi nhà thương nó kia nó mới tới. Thì con bảo vợ nó tới, vợ nó quyết định mạnh hơn là mình. Biết rồi, nhưng mà nghe là chẳng tới chở đi hả? Nó có tới chịu cho đi không? Tại vì tụi kia nó có quyền. Chưa nằm đây thì trời chết hả? Biết bây giờ chưa tới đâu hết trơn á? Thì nó trước sau cũng chết tới nơi rồi. Biết rồi, nhưng mà mình không biết kết quả gì hết. Vâng, con biết gì nó cho đi biết chết rồi. Ok, thôi đi ngay đây. Rồi mình gom đồ mình về luôn á hả? Dạ, đi về. Nếu mà rủi mà nó cho đi rồi mình đâu cho vô trong không, kia nữa. Không cho vô. Không nhắc đó ông trời. Rồi. Coi như thôi nghe, tới đây biết. Nếu mà chú còn nằm đây tôi còn vô nghe. Mà chú đi đâu chỗ khác là tôi không có biết nghe. Vậy là bây giờ là chừng nào mình hỏi sao? Hỏi được hỏi sao? So, does the wife speak English? Huh? Does his wife speak English? Yeah. Yes? Yeah. Okay. Alright, make it sure I don't need a translator. Yeah. Okay. Yeah. Alright. Okay, thank you. Thank you. Hỏi con bạc biết nói tiếng Anh không? Nó bảo nữa. Con bảo. Ừ, về hết rồi. Về hết rồi. Về hết rồi. Nếu mà còn ở đây thì tôi mới vô được nghe. Rồi nay xanh rồi, sáng nay mặt xanh rồi đó. Nghe chú nghe. Còn ở đây thì tôi vô mà hàng quanh kia thì thôi nha. Dạ, anh đi.
Yeah, thank you. Okay. Thank you, okay? Come on. Dạ. Yeah. Tại bệnh viện tôi không biết đường đi ra ông ơi. Nó nhiều phòng quá đâu biết đường đi ra ông, chờ tôi. Quên lấy cái map. Rồi, ở vô bệnh viện, giờ đây phải bỏ đi ra, không biết đường đi ra. Đại ca anh đến rồi, thầy mệt rồi. Sáu, tầng này tầng sáu hả? Dạ, tầng này tầng sáu. Thì họ là họ kêu vợ của chú đó. Dạ. Họ phải kêu người vợ. Vâng, vợ nó vô. Vợ nó vô nói chuyện gì vợ nó. Xin thật tình là mình tiếm quyền. Mình có quyền. Đó là mình có quyền. Thật tình là mình tiếm quyền chứ không. Đó là mình thấy thương mình ra chứ mình đâu có dính liếu gì. Mình không biết nha. Đó không biết vợ thật sự mấy người này cũng biết mình vô đây mình nuôi gì, biết vô gì đó. Nó không biết nó làm gì đó. Nhưng mà con bảo chứ. Con có nói chứ con bảo đây là ông thầy tu. Ừ. Ông vô ông cầu nguyện cho nó thôi. Ừ. Chứ không làm. Dạ. Thấy nghèo không? Trời ơi. Nếu mà là chiều nay mình hỏi ai, kết quả ai? Dạ. Chiều nay mình hỏi ai? Có quen. Con hỏi được sao không dạ. Không phải cả. Ô xe nó tệ đảo gì đó. Ta nghe người ta lịch sử lắm, mấy người ta lịch sử lắm. Người ta hỏi mình có càng khép rồi nói hello rồi. Cái đóng cửa là yên lặng rồi, tôi ngồi đọc kinh đóng nghe thôi. Yeah. Thì cứ vậy thôi chứ biết nói gì. Rồi mình cũng biết giọng ở đâu, thần thức ở đâu. Thì cứ vậy thôi chứ đừng nói ẩu nói càng phải không? Mình cứ mình nghĩ là giữa giải quyết con người với con người với nhau vậy thôi. Mà không biết lý do gì mà bà hàng xưa cái bà nó bà bán hai đứa con mà nói rằng cái bà đó bà ở cái nhà đó nó là thuộc khu nhà giàu mà nhưng mà được cái cuối cùng là cái nhà thuê 11 tháng không trả tiền. Bây giờ cái bà chủ bà đòi cái nhà đó thì nào nổi nóng lên rồi đều đi xuống bắn hai đứa con chết chờ hai đứa con vậy đó rồi đó vậy mà bắn cái bà mới đưa cái hộp cho cái ông hàng xóm hộp kỷ niệm gì của vợ chồng con cái đó thì ông nó mới vừa lại lấy cái quất người ta hai phát súng và khiến nó không nổ hay rồi tôi thấy rõ ràng cái đó là tên của đạn lưỡi giáo vô tình hả mà nó không vô tình chứ ông này ha ông này khiếp vía ông này coi như là ông thắng than hồn vía. Ông mới lật dày quật cái tay ba xuống á. Dạ. Con mẹ con súng mà chuẩn bị hai phát súng bắn người ta mà khiến cái số kỳ khùng gì khùng dữ vậy trời. Bà ấy thấy rằng thầy dí người ta vô đường cùng rồi. Ừ. Cái gì cũng vậy nó vô đường cùng rồi thầy biết nó không biết làm sao nữa. Nhưng mà bây giờ mình bàn qua thứ hạ đó thì thật sự thật là thế này nè. Giờ công việc nó tới đâu nhưng mà tại sao vô đường cùng? Tại vì đường ham không phải vô đường cùng mà tại vì thí
dụ thầy muốn đi làm mà không có việc làm. Thì bởi vì cái lòng ham, hai thì bây giờ cô gái này mới 30 mấy tuổi qua Mỹ này, có chồng Mỹ, đã chấp nhận cái đường đi qua Mỹ, thì chấp nhận chịu đựng, mình chấp nhận đi không, cũng muốn cho nó là bà này bà nọ liền đó, không, cái này tôi đoán ngay thôi à. Rồi bây giờ hỏi không, bởi vì mình nói ra nó không phải mình nói thì đụng hệ trạm hết với người phụ nữ Việt Nam mà. Những người phụ nữ ngày xưa nó khác, bây giờ cô này mới 37 tuổi ha. Nhưng mà thầy ăn ngon rồi, thầy sướng quen rồi thầy xuống được. Thì đó bởi cái lòng ham. Còn nói thầy nghe cạch cái như vậy đó, thầy quen cái tập quán của thầy rồi, thầy sống quen sung sướng rồi, lên xe xuống ngựa rồi, mà bây giờ bắt thầy đi bộ. Trời ơi là trời. Cho nên cái nghĩa là con người ngày nay nó không có sự chịu đựng. Không có chịu đựng nữa, tại vì con người ta đa số là như vậy, chúng sinh như vậy. Nó muốn làm sao mà cho được thôi. Mà khi mà thất bại cái nó thành nản chí. Nản chí rồi nó thành ra vậy rồi. Nó thành như vậy đó, cái này bình thường lắm thầy. Nhiều cho lắm. Cho nên cái này rất cần các cái đạo giáo á. Để mà nhắc nhở người ta, giáo hóa người ta về cái nền đạo đức, cái nền cái sự mà con người. Nhiều cái điều giáo lý hay lắm mà tại sao mà giờ các cái tôn giáo, đạo giáo thì nó ra hàng loạt. Mà tại sao mà con người thì cứ đi đường cùng là tự sát, tới đường cùng là tự sát. Nhất là xứ Mỹ này bây giờ tôi thấy càng ngày càng thấy ghê gớm, mà trong đó là người Á Đông mình càng lúc nó càng đông chứ. Phải nói tới cái tự sát còn nhớ cái tàu chiến hạm mà hàng không mẫu hạm của Mỹ ấy thầy. Mà trên đó trong vòng mấy tháng mà tự tử 7 người. Tự tử không á. Mà lính á, lính ở trong tự tử. Giờ nó sợ quá, nó kéo, nó hỏi nó tại sao mà tự tử. Nó biết tại sao trên tàu không mà tự. Một lần đi tàu như vậy là 6 tháng như này. Hàng không mẫu hạm đó. Mà không biết tại sao giờ trong có vài tháng mà nó tự tử 7 người. 7 người lính rồi đó. Nó sợ quá rồi. Cho nên xã hội giờ nó chết quá nhiều rồi. Bây giờ nó cần cái chỗ là thiền đó. Dạ, cái thiền rất là quan trọng để bình tĩnh, định tĩnh cái tâm. Tại xã hội nó nhiều khi nó đưa tới con người tới cái chỗ mà không có thể kiềm được. Vâng. Nó thấy cái độ bây giờ cái tự ái thôi, bây giờ cái càng ngày cái nạn truyền thông thôi, phải không? Dạ. Cái truyền thông nó càng quá nhiều đi. Rồi mà cái vụ bà Phương Hằng thôi. Bây giờ xét là nếu như mà không bắt bà đó thì bà cứ bà làm tới thì cái đàn truyền thông nó cứ làm tới, nó làm biết bao nhiêu, nó đem hết cái đời tư, cái sự ô nhục, cái sự sai lầm của người ta ra. Nói nếu xét lại đó, tội quá lớn, nhưng mà công thì bà có giàu, bà có công là bà giúp cho nhiều người với như thế nào. Nhưng mà bà đem cái đời tư ra nước người ta, ví dụ như cái người như con ghi quanh, bà nói là đẻ thê hay là nghệ sĩ này diễn nợ, nếu người ta cảm thấy cuộc đời ta bất mãn, người ta cũng có thể tự tử làm tan nhà nát cửa luôn, thấy không? Xấu hổ quá đi. Ngay cả đất Mỹ mà không giải quyết được cái việc đó mà còn toàn nặng tự tử, chứ nếu mà dưới nước Mỹ mà cho nó làm YouTuber như Việt Nam thôi thì không thấy còn chết nữa. Mà YouTube Mỹ này bây giờ YouTuber nó không coi hay cho tôi dụ những đứa nhỏ tụi nó bay bóng tụi tao cho đủ YouTuber đó, nó hết đâu, nó thôi này con những cái gì vớ vẩn chán lắm mà thầy, toàn là nó làm cho nó không có cái gì hay được học. Đọc bảo không ở đây. Nói bây giờ mà Mỹ này không có mà, nhưng mà Mỹ này cái là đặc biệt mà mình nói qua nước rồi nó bò tới liền hả? À, nhiều khi nó chửi mà nó chửi, nó đặt những câu chuyện mà nó làm cho người ta mất mặt, người ta đau khổ, tên người kia nọ. Nó giờ nghe nó bắt khui hàng loạt, nếu bà lôi hàng loạt ra vậy cũng được hết chứ. Đôi đâu mấy chục YouTuber mà cứ mỗi nghe em về tù khoảng 7 năm, 3 tới 7 năm là sao này, nó có bài học kinh nghiệm hết à, nếu được vậy đó. Chứ không, cái gì nó cũng nói được mà nó nói để cho người ta đau khổ, ai không có đời quá khứ dĩ dạng dơ dái. Nó dựng lên nó nói nữa chứ thầy ơi, nó dựng lên nó nói, không có chuyện không có, nó dựng lên nó nói cái bêu xấu chơi vậy đó. Đừng sống lên sợ nó bảo chết đâu. Trời ơi thầy ơi, kinh lắm thầy, sợ quá trần trần sợ. Nó mà cái vụ gia đình của Phi Nhung không? Dạ. Nó mà chuyện cái chết của Phi Nhung là đẻ thê, đẻ bức ai không đẻ thê mới cái chuyện đó mình rất là bình thường. Mà chơi nhiều cái chuyện sợ lắm này, nên sợ lắm. Cũng là cái oan nghiệt nữa thầy. Oan nghiệt, cái nên đó là cái sầu nó điêu tàn. Dạ, đó. Một cái sầu nó báo hiệu là sao nó điêu tàn khi mà giữa con người với nhau mà như vậy là xã hội đó là trong đạo thì gọi là cái thời kỳ gọi là mạt đó. Điêu tàn. Ở trong bệnh viện là mới ngồi, mới ngẫm, mới suy nghĩ, suy nghĩ đủ thứ. Rồi thấy cái người... trước mắt thầy nữa chứ.
vô thường ở trước mắt thầy nữa nào. Không, cái chuyện này rất là bình thường rồi, tại ông thầy tu thì thấy cái cảnh như này thì nó quá nhiều rồi, không có không khe chuyện đó. Có nói có cùng cái cảnh đó mà người thầy tu này cái khác, người thầy tu cái khác thầy, không phải ông nào có một tư duy đâu nghe thầy. Tại thấy vậy thầy tu rồi nó nghĩ chết tôi rồi, tôi là đóng ba tôi lụm về nhà. Thầy thấy chưa, hát nhiều lắm mà thầy, thầy nói sao vậy chứ. Tôi nói trước là nghe, nếu mà giờ cái đám này mà giàu mà ông người ta chừng nào không có ai tôi mới rớt nghe, chứ tôi không có chuyện, tôi không có học cái nghề. Hồi đó thầy tôi không có dạy cái học cái nghề đám ma nghe, không có nghề hát Phật nghe. Tôi học cái gì chứ, hồi đó thầy tôi đó đừng có học cái nghề hát Phật. Chừng nào mà không ai cúng thì mình rồi em cúng. Còn người ta quen chùa nào mà thầy nào có cái nghề, cái đó là cái nghề của người ta. Mình không cầu thầy để ta làm đúng cái nghề ta chứ tôi không có hát Phật, tôi không có làm cái nghề thầy đám à. Đó thì hôm nọ đó cái đám ma gửi đó thì cũng kêu con này, con ấy nhờ thầy đó là dạy đó. Tùy duyên nên người ta gọi tới để mình làm. Chứ mình không cầu thầy, không cầu không có gì cầu cả. Chứ mình làm rồi họ xin điện thoại rồi cuối cùng có tới đâu. Tất cả chúng sinh nhà như vậy. Tại vì mình không có làm cái nghề thầy đám nó vậy đó, chứ làm cái nghề thầy đám là họ phải họ tới họ trả tiền hát chứ. Nghệ sĩ phải có cách xe chứ. Nhưng mà đám giàu thì mấy nghệ sĩ tu sĩ nhiều lắm, họ dành nhau đám nghèo thì họ không nhớ đâu. Mẹ Phật nói là tính sao có lợi thì làm. Đó, thầy có tư duy không kinh có nhau dịch ra câu đó. Hồi đó tổ mẹ đang dịch cái bài khám như kinh Du Lan mà câu đó mà giờ chết người đó chứ. Tính sao có lợi thì làm. Thế nên cái chuyện mà trở lại cái chuyện mà bà mẹ mà bắn cái hai đứa con này nó còn dài dòng lắm á. Nhưng mà đó là một bài học lớn cho những cái cô gái mà còn trẻ mà ham qua Mỹ á. Thật sự nó như vậy đó. Chú sĩ nó là bây giờ cái dịch vụ nó nói là chú sĩ tại đó giờ ông có gia đình mà không có làm hôn thú đó. Bây giờ ông có thể làm được. Bây giờ hồi đó giờ ông bây giờ mà không có làm vợ nào là hôn thú hết trơn á. Thì bây giờ cái dịch vụ nó nói là nếu ông chịu giúp giùm nó làm một khê vậy là ông rước một người qua thôi 65,000 đô. Vậy kinh vậy đó. 65,000 là một người qua được tới Mỹ 65,000 là ông là chồng, nhưng mà còn cái thằng ổng đấy, ông về ông bà với người vợ đó muốn tùy anh nè, là còn tận hưởng đời hoa người ta nữa. Trời ơi, thì bây giờ về không đâu cưới. Có ngày trời lấy tiền thôi đâu tận hưởng đâu, có bây giờ lấy tiền đâu, nó đâu tiền tiền lấy hết, nó đâu có xác nhận thực tế. Trời, sao được có chuyện đó. Nếu mà cái người tốt thì trả lời cái khác, không tốt thì đợi giống như tôi đã có thầy đó. Thì bây giờ lên quầy thượng anh ấy nghe đi là lãnh cái cô gái đó qua, cái đó là lãnh qua để làm nông, cái tới chừng mà đi tới Hồng Kông Đài Loan vậy đó, hở lại ngàn đi cũng nói tại vì giờ tương lai tôi phải làm giấy kết hôn cô mà tôi không biết trong người cô thì thôi thôi cái đó anh đúng à. Quá đúng quỷ 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 á, lời Phật nói đúng á, quỷ Satan hả, không phải tính lại mới làm. Sao này có khui ra, còn cái đệ tử tôi nó còn đoạn ghi âm á đó. Nó khui ra có quậy quá trời mà thôi, tôi nói thôi đừng rớ Phật tử ơi. Đó là trả lại vấn đề này. Thì bây giờ nếu mà 65,000 một cô gái qua Mỹ là cái người lãnh, thì cái người làm giấy tờ phải 15,000-17,000. Được 5,000. Có ít vậy? Năm ngàn mà công ty người lãnh 65,000 thì hỏi 5,000 làm chi, rủi nó cái đoạn bể hợp đồng có chuyện gì, cái má nhìn không ra không? Không, cái thằng đấy nó chịu chứ mình đâu có chịu. Thằng lãnh nữa hả? Cái thằng lãnh nó chịu chứ, tại vì tất cả tên tuổi thuế má của nó chịu hết mà. Chứ thằng làm đâu có cái gì đâu, thằng làm bị điền giấy thôi, cái nộp đơn thôi. Tay tay hiểu không? Còn cái chuyện mà giới thiệu là khác nữa. Vậy thì nếu mà ai cũng muốn qua Mỹ phải tiết phải 70,000 đô. Vâng. Mà trong khi đó có người nào nói những người ở Mỹ giờ muốn về Việt Nam 10 người muốn về 9,5 nè, có không? Để chuyện về Việt Nam con biết, nó trên trong bên ngoài về Việt Nam ăn chơi thì có. Hưởng có, chứ còn bên này thì cu ly không. Con nói thật tại bên này là cu ly mít. Đó.
để mà giáo nhà báo viết vậy đó, nói là à giờ ai à, những người bên Mỹ coi như là 10 người hết 9 người rưỡi muốn về sống ở Việt Nam mà là mấy người Việt Nam mà trung thành với nhà nước Việt Nam bây giờ họ mừng lắm, mà ô vậy là mình là một đảng viên xứng đáng, mình là một con nước Việt ưu tú, một họ mừng lắm, thì cái họ nghe vậy họ bắt đầu họ tuyên truyền lên là nó đó, ở Mỹ bây giờ là coi như 10 người muốn về Việt Nam mới 9 người rưỡi rồi đó. Thì là mình nghèo hèn gì mà ở đây mình cũng có đảng, có nhà nước lo, có bác Hồ lo, có thầy sao vậy? Không, mà đó tôi không đụng chạm tới chính trị mà nói chưa thật là có là hiểu cái bộ có những giới trẻ là phát biểu vậy đó. Yeah. Mình nghe mình nó thấy mừng tự hào cho dân tộc Việt Nam mình chứ không? Thế mà sao thầy mời Việt Nam thầy học bây giờ thầy sang Mỹ thầy đi du học làm gì? Không. Thầy nói cho nghe được. Không, có nói mấy ông lớn đó, con trong cháu cha đó. Không, cái chuyện đó là cái chuyện đó của mấy ổng, nhưng mà có những em tại trẻ, có những em trẻ bây giờ nó tuyên bố thì mình mừng cho dân tộc mình, nó còn có những con người gọi là hết lòng trung thủy với nhà nước Việt Nam là mình mừng hết chứ. Chứ còn cái ai mà cũng đi, ai cũng muốn mong có 60-70 đô để đi qua Mỹ hết nên hỏi không? Rồi qua bên đây là như tình trạng cô gái đó vậy đó. Mới 37 tuổi thì bây giờ tôi cho là qua Mỹ 10 năm đi. Đứa con 7-8 tuổi hả? 10 năm rồi bao nhiêu đau khổ, hai chồng đó vợ. Làm sao mà cô này đầu tiên chắc chắn là cô này không thể qua cho Mỹ được, để qua cho người Việt, thấy không? Người Việt là người Việt mới ly thân ly dị gì đó mới cặp cho ông Mỹ mới hay, mới nghĩ là ông Mỹ là có tiền, cái là cái dự án này nó còn dài lắm à. Ai ngờ không phải hết đơn là cái mặt khùng lên, mấy ông trời, tôi đã sáng mà nghe cái tin tức cái thấy khiếp đảm đó, em đi. Mà tôi cứ tôi áo tặng hoài à, tại vì mình đâu ở đó giờ mới vô bệnh viện này có mà ngủ lần đầu đó, ngủ tận Mỹ đó nghe, mà trong khi là chuyện thịt đó nghe, mà cứ áo tặng, tức là áo tặng hoài, biết áo tặng cái gì mình không biết nữa không ơi. Trong khi một... Việt Nam phải có đi bệnh viện bây giờ không? Có rồi, nó nuôi thầy tôi đó. Cũng mày vô bệnh viện. Thì nuôi thầy tôi là Đức Thanh, tôi nuôi đó nghe. Dạ. Vậy thầy cũng có chuyện về bệnh viện lắm. Hồi đó là thầy mình, bởi vì tôi có hiếu cho thầy tôi cho nên đã bài thôi thầy gia hộ cho mình, còn mình không biết cái nghiệp nào đó, đời nào đó mình thiếu phước cho nên đối với đệ tử thì thôi không có chuyện được thầy, chuyện nghiệp được thầy ơi, chuyện nghiệp được. Bây giờ tôi có đệ tử mà lớn mà đang học bên Ấn Độ đó. Dạ. Bây giờ tới ngày thứ năm thứ sáu này là mổ tim. Dạ, tối Nguyên Lộc cũng gọi tôi, bây giờ tôi suy nghĩ, tôi biết nói sao nữa. Con người thập tử nhân sinh, coi như một lần, mổ dạ, là một lần. Dạ. Mà bây giờ mình là ông thầy, mình ông hỏi thì nó lại... Mà bao nhiêu năm nay nó đâu có liên hệ với mình nữa đâu. Sao? Hồi đó nó nói là tôi đi qua Mỹ vì ông có người anh làm việc lớn cho chính người Việt Nam á. Dạ. Rồi chửi tôi cho đã, không phải chửi, nó to rập luôn, cả huynh đệ đó này kia nọ. Thôi giờ là Nguyên Lộc có mấy... xin sám hối tôi hồi xưa do cổ thế này thế kia, cổ nói ra này kia nọ, thôi giờ tôi nói giờ hối gì nữa, đời nó giờ nó mệt mỏi quá rồi có thấy không, lãnh người qua mổ hai lần tốn có 550.000 đô của Mỹ mà người ta còn chửi vô mặt mình, huống gì ở Việt Nam. Ông thấy đời con người nó như vậy, ông thấy chưa? Đó, ông thấy rõ ràng không? Bởi nhiều khi thấy nó không nghĩ tới thôi. Tối tôi nói mấy cô đừng nói, tôi nghe nói tôi nghĩ tới cái tôi buồn, phải không? À, bây giờ tôi biểu là lấy địa chỉ đi. Phòng nào đâu đã đàng hoàng tôi cho người giống như là nếu giờ tôi hỏi như vậy, nội dung của các vị điện cho tôi là cái gì? Thôi không, đúng không? Phải không? Dạ. Nếu mà nói rằng không cần tiền, không cần cái gì, nội dung của các vị điện tôi là cái gì? Để đâu sắm hối thành sao này? Không, ý tôi nói, rồi bây giờ tôi là ông thầy, trong khi á, huynh đệ nó liên lạc với nhau để nó to rập, nó nói qua, nói lại, nó không bao giờ điện cho tôi, bây giờ điện tôi, rồi giờ biểu tôi điện về là điện sao? Rồi tôi chưa thấy cái đệ tử ngày nay gì mà nó...
Như vậy thầy ra và anh nói là cái nghiệp thầy vậy. Thầy không nói vậy mà thầy ra thầy nói ngược rồi. Thầy bảo cái thầy cái nghiệp thì sao mà đâu gặp đệ tử gì đâu. Thầy nói cái nghiệp rồi chứ. Thầy trò thì giành giật nó chắc nó tụi nó sợ. Mấy ông mà trụ trì bây giờ thì nó sợ giống như tôi, giống như ông Thông Kinh, ông Đồng Điển vậy đó. Về giành chùa đệ tử. Đúng rồi. Toàn á, mấy thằng mà ngoài thì nó nghĩ là mình tại sao giao chùa này không giao chùa kia. Súng nhau nội bộ cứ bằng như vậy thì hỏi ông làm sao mà giáo hóa bên ngoài. Phật tử thì bây giờ coi như là mù mắt, cứ thầy nào thấy ngon ngon ngọt ngọt thì nhào vô, rồi đợi đụng chuyện rồi ăn năn cũng như không à, ăn năn ăn lát à. Tôi thành ra tôi nói thật, tôi giờ tôi ngao ngán lắm, tôi chán lắm. Bây giờ tôi làm được cái gì tôi làm. À, đó giống như vô thăm nuôi ông nàng đi, mình cũng vui trong bụng mình, không cái phước mình đi bóp bòn mót từ cái phước nhỏ chứ ai nhờ tới mình. Đừng nói mơ mốt rồi nó ma chửi chân chọc nữa, giống như từ đây nếu lại đám ma nó cái chữ tôi cũng chịu, mà không phải giờ tôi đánh vô đám ma nha. Chừng nào không ai lo tôi mới lo, đừng giống như dành đám ma kiểu như chùa Đồng Hưng hồi đó. Đám ma ông thấy bà nội tôi à, chửi chân chọc má nhìn không ra. Rồi có vô hay về, vô hấp nhau thôi. Con ở đây, con ở đây, con ở đây, con chờ thành phố tới rồi. Lâu lâu thì cái cuốn nốt gọi là cuốn nốt vô bệnh viện ngủ đi ông chơi hả, ngủ vui. Ủa hồi tối có mưa à? Mưa nhiều chứ thầy. Ờ thì đỡ mưa quá nhiều, mưa mấy ngày liên tục. Không có, ở đây nó không có mưa. Mưa mấy ngày liên tục thầy, hôm nay á. Hồi đổi cho bình ga. Dạ. Đại đại đi ngồi đi chơi đi ha, mở cửa lấy nước trắng, nước trắng luôn. Kiếm gì ăn uống đi, tại đây đang rửa mặt đi. Thôi răng mặt thì đang quay phim rồi. Ôi vậy mưa có đi mà cây cối nó sung xê hết ra. Vui quá ha. Ủa thành phố nó tới giải quyết vụ gì nào? Nó kiểm cái nhà kia thầy, chưa xong. Cái nhà nào? Cái nhà Phước á. Cạnh này á. Ủa vậy hả? Dạ. Thì chưa xong tả sao không? Chị vậy. Thì có phải làm á, có phải năn nỉ có làm lại á. Ủa chứ trong trước đấy có rồi. Thì kỳ trước á, thằng sĩ nó bảo con nó ok rồi. Thằng sĩ á. Ừ. Bây giờ nó quay lại chứ không phải. Mới cái đầu tiên thôi, còn cái cuối cùng nữa. Rồi giờ người ta ở rồi sao? Thì giờ thì con phải nói chuyện với nó để con làm. Nó phạt con 35 đồng ấy, giấy phép. Nếu mà bây giờ ba người đó không thì dồn đỡ qua bên đây. Không. Dồn đỡ mấy ngày. Dạ, không, có gì đâu xong rồi đây. Bánh trưng bánh tét gì không? Không. Không còn cái gì ăn á hả? Không. Đâu còn gì đâu. Để vô coi còn gì không? Qua đi qua đất mới lạnh người ta. Con không biết coi thầy làm gì, con không biết cái gì á. Con không biết, nó bắt đầu từ 8 rưỡi. Chưa mất lắm. Bây giờ 9 giờ hơn nữa thầy. Ủa gì thế? Dạ, 9 giờ hơn. Con hẹn nó, nhưng mà nó bảo từ 8 rưỡi đến 3 giờ chiều. Trời ơi, sao vậy, ngồi đây trả thế? Dạ, con ngồi đây trả. Chứ giờ đâu có ai đâu. Mà lần có thằng sĩ, mà lần trời ơi, bây giờ nấu nước uống. Có mì xào.
cắt cơm. Tao mang ông ăn mì đi. Chuẩn bị rồi. Dạ. Nên mà có thể mua ngoài này được không thầy? Được. Nghe. Ông đi lấy thơ đi, rồi tôi làm lấy thơ đi rồi. Dạ.